Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào chương thứ 5 Văn thù sư lợi thâm bình. Thế là chúng ta đã qua 4 chương ở trong 14 chương của Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Và thông qua 4 chương Duy Ma Cật Sở Thuyết, có một cái điểm tồn đọng ở trong lòng của chúng ta, đó là chúng ta thấy các hàng Bồ Tát, các hàng Đại Thanh Văn đối diện với Duy Ma Cật như là một anh chàng khờ khạo, một đại trí Xá Lợi Phất ngồi ở trên sân khấu của diễn đàn này y như là một anh chàng ngu ngơ, một vị thuyết pháp đỡ nhất cũng trở thành một anh chàng nối lấp ở trên sân khấu này. Qua đó chúng ta có thể thấy được Duy Ma Cật là hóa thân của một đạo diễn tài ba, phải không? Và sân khấu này chính là sân khấu của cuộc đời sanh tử trong các nẻo luân hồi. Cho nên Văn Thù Sư Lợi mới khen Duy Ma Cật là một vị đã thông suốt được thật tánh của các pháp. Cho nên ở trong Vô Lượng Phật Pháp, ông diễn thuyết một cách tự tại, những lời của ông nói ra đều đầy đủ thật tướng của các pháp. Và ở đây chúng ta thấy hình như đỉnh cao của chân lý không phải là cái chỗ mà chúng ta có thể dùng ngôn ngữ biện thuyết để diễn đạt được đến cái điểm tận cùng của nó. Cho nên người ta nói rằng im lặng chính là hùng biện. Đôi khi cái đỉnh cao của chân lý khiến cho người ta không thể nói được một lời nào. Và sự yên lặng ở trong cuộc đời này đến với chúng ta cũng có nhiều cái thái cực khác nhau. Có khi chúng ta thấy cuộc đời khốn khổ đau thương quá, thành ra chẳng còn lời nào để nói nữa. Chúng ta thấy có quá nhiều thứ oái âm, trái ngang, thành ra khiến chúng ta cũng không còn biết nói gì hơn. Rồi có khi chúng ta thấy cái thực tế xảy ra khốc liệt so với những gì mình suy nghĩ, hoặc là sự xung đột của các pháp ở trong nội tâm khiến chúng ta chỉ biết im lặng để nhìn thấy vạn vật nó trôi qua. Và cũng có khi các vị đại thanh văn không muốn đi thăm bệnh Duy Ma Cật, cũng một phần là gì? Cũng một phần là sợ cái bệnh thị phi nhiều chuyện của thế gian. Cho nên các ngài không có muốn đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Bởi vì sao? Bởi vì một khi đã đi thăm bệnh thì chắc chắn có luận biện. Mà có luận biện thì có khen, có chê, có đủ thứ bên trong đó, gọi là thị phi điên đảo. Do đó các vị đại thanh văn đừng nghĩ rằng không đi thăm bệnh Duy Ma Cật mà các ngài không có một cái sở chứng và sự giác ngộ tuyệt vời. Mà thực ra các ngài muốn tránh đi cái gì? Tránh đi cái sự thị phi điên đảo ở trong cuộc sống. Cho nên chúng ta tiếp xúc với bản kinh này, chúng ta nên hiểu dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là một khi đối với Duy Ma Cật thì các ngài như là những đứa trẻ ngu ngơ chẳng biết gì. Chúng ta hiểu như thế là chúng ta đã cố tình bốc hơi cái triết học, cái triết lý Duy Ma Cật trở thành những cái cảnh giới siêu tuyệt hay gọi là hư ảo trong ngôn ngữ. Như vậy thì dẫn cho chúng ta đến một cái thế giới nào đó mang cái tính xa rời thực tế này thì là không nên. Đây là một cái điểm mà khi tiếp xúc với bản kinh này chúng ta thường mắc phải. Và thì ở đây thưa quý vị, chúng ta thấy có một vị đại Bồ Tát đại diện cho hàng đại trí tuệ trong hàng Bồ Tát Thượng Thừa, đó chính là Văn Thù Sư Lợi. Ngài Văn Thù Sư Lợi đã quyết định đi thăm bệnh. Cho nên lúc bấy giờ Phật nói với Văn Thù Sư Lợi, ông hãy đi thăm bệnh Duy Ma Cật. Văn Thù Sư Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, với bậc thượng nhân ấy không dễ đối đáp. Tức là một khi thông suốt được thật tánh của các pháp thì nói năng đều nằm ở trong pháp và đầy đủ sức biện tài. Nếu như người đối đáp mà không thông suốt được thật tánh của các pháp
thì rõ ràng không dễ dàng đối đáp chút nào. Vì ông đã thâm nhập thật tướng của các pháp. Đây là lời khẳng định của Văn Thù Sư Lợi nối với Duy Ma Cật. Ngài chính là vị đã thâm nhập thật tướng của các pháp, thuyết giảng tài tình các pháp yếu của Phật Pháp. Và tài biện thuyết của ông, thông suốt trí tuệ của ông vô ngại. Đây là những điểm mà chúng ta thấy ra rất là tuyệt vời. Thành ra cảnh giới biện thuyết ở trong thật tướng của các pháp, đôi khi nó vượt khối ngôn ngữ mà chúng ta có thể dùng một chữ, đó là gì? Đó là thuyết phi thật á, thuyết phi thuyết, tức là dùng những cái ngôn ngữ nó rời khỏi cảnh giới để nói được. Cho nên chư tổ thường nói nhá, một cái gật đầu, một cái nhíu mày, một cái nháy mắt cũng là Phật sự. Vì sao? Bởi vì thông qua đó mà người này có thể truyền đạt một cái thông tin cho người kia, và người kia có thể thấu hiểu được tâm tư bên trong đó. Nó cũng là một dạng của ngôn ngữ, một dạng của ngôn ngữ. Thành ra đôi khi cái sự giác ngộ, có khi có người hỏi cho bạch tổ sư Phật là gì, và tổ sư đưa một cái que phân khô lên và không nói một tiếng nào. Và bao nhiêu cái sự chấp trước về Đức Phật ở trong nội tâm của vị thiền sinh này ấy, bị phá vỡ tất cả, và cảnh giới giải thoát khỏi chấp trước sinh ra. Cho nên lập tức vị thiền sinh này chứng đắc và thấu triệt được tông chỉ của thiền. Do đó cho nên ngôn ngữ nó chỉ nằm trong sự giới hạn của những trao đổi thường tình, nhưng đi vào cảnh giới của thật tướng thì ngôn ngữ rất là khó diễn đạt. Bởi vậy cho nên một khi mà chúng ta cố diễn đạt sự chứng đắc ở trong lòng mình thì nó đều trở thành gì? Đều trở thành hư ảo, đều trở thành những cái gì? Những cái hy luận điên đảo, chứ không thể nào trình bày cho được. Ông biết rõ tất cả pháp thức của Bồ Tát, đã bước vào kho tàng huyền nhiệm của chư Phật, hàng phục mọi thứ ma bằng du hí thần thông. Hàng phục mọi thứ ma bằng du hí thần thông. Chúng ta biết ma có hai loại, ma nội tâm và ma ngoại cảnh. Nội tâm chính là những gì? Những thế giới của ngũ uẩn, những cái gì cảm thọ, lạc khổ, phi lạc phi khổ. Đó là những cái nội ma. Và ngoại ma tức là những cái hoàn cảnh đảo điên do cái quả mà chúng ta gặt hái được, do cái nhân mà chúng ta tạo ra. Cho nên ngày hôm nay quả chúng ta đón nhận nó bị nghịch đảo, cho nên chúng ta bị chướng ngại trong luân hồi. Còn Ngài thì sao? Sử dụng du hí thần thông để hàng phục tất cả các loại ma. Trí tuệ và phương tiện đều sở đắc vẹn toàn. Đây là vài lời mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã mô tả và giới thiệu đầy đủ những cảnh giới siêu việt nội chứng của cư sĩ Duy Ma Cật. Nhưng Ngài nói rằng tuy vậy, con sẽ vâng thánh chỉ đến thăm bệnh. Bây giờ trong chúng các vị Bồ Tát, các đại đệ tử của Phật, Đế Thích, Phạm Thiên cùng bốn vị thiên vương thấy đều tự nghĩ: nay hai vị đại sĩ Văn Thù và Duy Ma Cật gặp nhau, ắt sẽ có pháp vi diệu. Cho nên 8.000 Bồ Tát, 500 thanh văn, hàng trăm ngàn trời người đều muốn đi theo Văn Thù Sư Lợi. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy cái sự hiếu kỳ của thính chúng khi họ thấy cảnh như vậy. Cho nên họ hiếu kỳ đi nghe, và một phần là cũng gì? Là cái tâm khát ngưỡng tới diệu pháp. Rồi thì Văn Thù Sư Lợi cùng với đoàn tùy tùng cung kính vây quanh, gồm các Bồ Tát, chúng đại đệ tử và các trời người cùng vào thành lớn Tỳ Gia Ly. Đây là bối cảnh của các vị đại Bồ Tát hiện diện ở trong thành Tỳ Gia Ly. Và chúng ta thấy bây giờ Duy Ma Cật tâm niệm Văn Thù Sư Lợi và đoàn tùy tùng đang đến.
Ông bèn dùng thần lực khiến cho nội thất trống rỗng, tất cả đồ đạc cho đến gia nhân đều biến mất hết, chỉ đặt một cái giường bệnh để nằm mà thôi. Tại sao như vậy? Tại sao Di Ma Cật làm chuyện lạ kỳ ấy? Tại sao khi biết một đoàn thì tùng tới ở trên Bồ Tát và các đoàn thính giả đang đến để lãnh hội diệu pháp, và ông không có biến ra cái này cái kia để đón nhận, hoặc là chúng ta sửa soạn chùa chiền thật là lộng lẫy trang nghiêm để chúng ta tiếp khách, mà bây giờ ở đây Di Ma Cật làm cho tất cả gia nhân ở trong nhà cũng mất hết, đồ đạc cũng mất hết, và cái nhà trống rỗng, chỉ còn cái giường bệnh ông nằm trên đó mà thôi. Tại sao như vậy? Hả? Hả? Cái này á, chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể hiểu một cách thi vị mà không biết đúng hay không. Chúng ta có thể hiểu một câu thế này này. Tức là chúng ta hiểu rằng đây là một sự tiếp đãi đối với đại thiện tri thức. Tại vì sao? Bởi vì Ngài muốn dùng thật tánh vốn không của các pháp để đối đãi với bậc đại thiện tri thức. Đại thiện tri thức đó là dân thù sư lợi Bồ Tát. Ngài cũng ở trong cái tánh không của các pháp mà thấu triệt được thật tướng. Cho nên hôm nay đem bất cứ những hình tướng nào mà ra đối đãi thì chẳng khác nào khinh thường cái người đến với chúng ta. Thấy không? Đây là một cái điểm mà chúng ta tư duy nhiều, chúng ta mới thấy. Tư duy một chút xíu chúng ta mới thấy. Tại sao? Bởi vì cảnh giới của các vị Bồ Tát luôn ở trong tánh không vô ngã, mà có hình, có tướng, có nhà, có cửa, có mọi thứ thì đều là ở trong hữu tướng của luân hồi. Do đó cho nên phải biến nó thành một cái không, tức là trở về với chân tánh vốn không của các pháp, hay là đem tự tánh bát nhã siêu việt vốn không của các pháp ra mà đối đãi với bậc đại thượng thiện nhân. Như vậy đây là một cái tiếp đãi tương xứng, xứng tầm với một vị đại Bồ Tát. Và chúng ta thấy một mình Ngài nằm trơ trọi ở giữa cái căn phòng trống, nhưng thần lực của Ngài thì sao? Thì có thể sung mãn mười phương pháp giới. Đây là một cảnh giới hết sức là ngợi sĩ của một vị đại Bồ Tát. Tại vì sao? Bởi vì tự tâm của các ngài trùm khắp pháp giới, trùm khắp pháp giới. Thì ở đây cho dù hiện tượng cái thân bệnh nằm một mình đi nữa, nhưng tự tâm đó cũng là tự tâm soi chiếu vạn pháp. Cho nên lúc bây giờ chúng ta thấy Văn Thù Sư Lợi vào nhà, và lúc bây giờ thấy căn nhà trống không, không có gì cả, chỉ có một mình Duy Ma Cật nằm ở trên giường bệnh. Đây là gì? Đây là cái điểm mà đến chỉ là gì, là tùy thuận duyên khởi. Đến thăm lúc bây giờ chỉ là một cái phương tiện tùy thuận duyên khởi. Cũng giống như khi Đức Phật lên ở tại cung trời Đấu Xuất giảng pháp vi diệu cho cung trời, khi trở về thế gian thì lúc bây giờ Duy Ma Cật Tu Bồ Đề tâm niệm rằng hôm nay là ngày Đức Thế Tôn trở về, và một mình Tu Bồ Đề đang ngồi trong hang đá, đang khâu áo, khâu chiếc y rách của mình, và tâm niệm như vậy. Và Liên Hồ Sách đã sử dụng thần thông đời nhất của mình đến chân núi để đón Đức Thế Tôn, và hân hoan trong lòng nghĩ rằng ta là người đón Thế Tôn đầu tiên. Nhưng Đức Phật đã khẳng định Tu Bồ Đề là người đến trước, là người đón ta trước con. Cho nên chúng ta không thể phủ nhận rằng hình ảnh của một Tu Bồ Đề đang ngồi ở trong hang đá khâu chiếc y rách mà cho rằng là không có tâm niệm đi đón Đức Thế Tôn, và không thành tựu được cái diệu pháp, cái lễ nghi của một vị đại đệ tử. Cho nên cái việc đến hay không đến đó chỉ là gì? Là tùy thuận duyên khởi mà thôi. Và cái điểm tùy thuận duyên khởi này chúng ta cần nhắc thêm một chút. Chúng ta thấy có lần
Có một lần cấp cô độc trưởng giả, ông ta bị bệnh nặng, và lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất đến thăm cấp cô độc. Và lúc bây giờ khi thăm thì nói cái gì? Ông ta nói về pháp, ông ta nói về vô thường, ông ta nói về sanh lão bệnh tử. Ông ta nói để chi? Nói để củng cố cái niềm tin sâu ở trong lòng của cấp cô độc. Và sau khi nghe một bài pháp, chúng ta thấy rằng thân của cấp cô độc không có hết bệnh, nhưng ở trong tâm của ông tràn đầy hỷ lạc. Đây có thể nói rằng là gì? Là thân bệnh mà tâm không bệnh. Và cái đạo lý chúng ta học ra là gì? Tức là chúng ta phải xem một điều, những vị Bồ Tát hành hoạt trong cuộc đời, chăm sóc cho một người, làm cho bớt bệnh, bớt khổ bằng những cái hành động rất là đời thường, để giúp cho họ vượt ra khỏi phiền não khổ đau bằng ái ngữ, đó là một công hạnh tu tập, chứ không phải là thấy mọi người đi thăm mình cũng đi thăm. Không phải như vậy. Mà chúng ta dùng tâm bằng gì? Bằng ái ngữ, nằm ở trong tứ nhiếp pháp của giáo pháp Phật. Chúng ta phát tâm hành trì tứ nhiếp pháp, đi thăm bệnh để làm cho người ta đầy đủ cái niềm tin và một tinh thần lạc quan. Mặc dù bệnh không có hết, nhưng mà tâm thì tràn đầy hy lạc. Ở trong cái nghĩa lý này, chúng ta hành Bồ Tát Đạo đầy đủ ở trong thế gian này. Đó. Thì ở đây cũng vậy. Ở đây hình ảnh của Vấn Thù Sư Lợi đi thăm bệnh Duy Ma Cật cũng thế. Chúng ta thấy Duy Ma Cật có hà thiết gì mà phải có người đi thăm. Nhưng thực sự mà nói, cái việc đi thăm này là một cái công hạnh của các vị Bồ Tát. Một khi chúng sanh đau khổ thì có sự hiển diện của Bồ Tát. Thành ra ở trong ba A Tăng kỳ kiếp tu hành, chúng ta thấy A Tăng kỳ kiếp đầu, khi phát sơ phát tâm Bồ Tát tu hành, thì vị Bồ Tát này chưa thành tựu được các định lực, và thân của vị Bồ Tát này dĩ nhiên cũng kết thành từ tứ đại ngũ uẩn, cho nên ở trong nội tâm vẫn còn phiền não ố trược làm cho đau khổ, và ngoại thân thì vẫn bị tứ đại nắng mưa nó làm suy kiệt thân thế, cho nên vị Bồ Tát này vẫn có đầy đủ là gì? Vẫn có đầy đủ là bệnh lý và cái nguyên nhân của bệnh. Vẫn có đầy đủ hai cái loại bệnh khác nhau. Tức là cái bệnh từ ở trong căn bản, gọi là cái nguyên nhân của bệnh, và cái bệnh hiện ra ở ngoài tướng, hay là cái gì? Cái nguyên nhân của bệnh và cái tướng trạng của bệnh. Vị Bồ Tát này đều hiện ra đầy đủ hết. Hay là gì? Là bệnh nguyên và bệnh chứng đó. Chúng ta có thể dùng hai chữ đó là chính xác nhất. Là bệnh nguyên tức là nguyên nhân của bệnh, và cái bệnh chứng là cái biểu hiện ra. Nhưng khi đi vào cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai, thì các vị Bồ Tát có đầy đủ thêm định lực, và lòng từ bi bắt đầu đã phát triển mạnh mẽ. Thì lúc bây giờ cái bệnh nguyên và bệnh chứng của Bồ Tát cũng giống như là vừa thật mà vừa giả. Bởi vì các pháp quán tự tánh, các pháp đều không, cho nên các ngài đi vào chân lý bệnh, nhưng mà vừa thật vừa giả. Và đến A Tăng kỳ kiếp thứ ba, tức là chứng đệ bát địa, hay còn gọi là quý vị A-la-hán trở lên đó, hay là Bồ Tát Pháp Vân Địa, tức là gì? Tức là đệ tắc Bồ Tát bát địa trở lên, thì định lực đầy đủ, trí tuệ siêu việt, lòng đại bi đầy đủ. Cho nên lúc bây giờ cái bệnh nguyên thì không có, nhưng mà bệnh chứng thì y như là một chúng sanh. Ý nói rằng là ở trong tâm của Bồ Tát Duy Ma Cật hoàn toàn không có bị bất cứ một phiền não nào có thể làm cho tâm ngài điên đảo nhiễm ô. Nhưng mà hiện ra cái thân bệnh thì cũng như là con người của chúng ta. Còn bây giờ chúng ta mới phát tâm Bồ Tát, thì khi chúng ta bệnh là trong tâm đầy phiền não và thân cũng suy kiệt đi. Đó là cái biểu hiện khi chưa tu. Mà khi đang tu thì lúc bây giờ cái bệnh đó nó còn vừa thật và vừa giả. Bởi vì sao? Bởi vì bệnh phiền não, cái bệnh do sự xung đột của tứ đại. Thành ra cái vị Bồ Tát ở A Tăng kỳ kiếp thứ hai, đó là vừa thật vừa giả. Nhưng mà khi đi vào cảnh giới của Bồ Tát bát địa trở lên, A Tăng kỳ kiếp thứ ba,
thì lúc bây giờ bệnh nguyên nó không còn nữa, phiền não chấm dứt, và thấy dạng pháp đều không thì làm sao mà sinh bệnh được. Nhưng cái hiện thân thì vẫn y như là một chúng sanh thường tình. Đây là những cái điểm mà siêu việt khó hiểu, chúng ta chiêm nghiệm một chút để chúng ta thấu triệt được rõ hơn. Tại vì sao? Nói rõ ra hơn một chút thì chúng ta có thể nói thế này, là con người chúng ta ai cũng có bệnh. Cái bệnh này, cái bệnh tâm là bệnh phiền não do tham sân si vọng khởi và sự chấp trước gây ra, trở thành độc tố trong tâm. Cái độc của chúng ta là trong tâm. Rồi á, cái bệnh bên ngoài, cái bệnh bên ngoài là cái bệnh thân và tứ đại. Và chúng ta nhìn thấy này, tất cả chúng sanh đều do thức ăn, do ăn uống mà tồn tại, đúng không? Tất cả chúng sanh đều do ăn uống mà tồn tại. Nếu như không có hiện diện của ăn uống thì chúng ta phải chết. Đó là cái chuyện rất bình thường. À, có điện thoại mà cũng không biết điện thoại của ai nữa. Có phải tập trung nghe hay là do mình sao lãng biết cái gì? Chánh niệm tỉnh giác, chúng ta biết rất rõ cái gì là chánh thời, cái gì là phi thời, cái gì là chánh pháp, cái gì là phi pháp. Khi chúng ta kiểm soát tới đó thì chúng ta biết mình đang hành hoạt như thế nào. À, cái lỗ tai của chúng ta nó muốn nghe âm thanh, cái lỗ mũi chúng ta ngửi mùi hương, và tất cả những cái cảnh giới này rõ ràng sáu căn nó khởi ra, nó hướng ra sáu trần để thu lượm cái thức ăn của nó. Thân thở chúng ta thì cũng ăn tứ đại để mà giữ sự tồn tại, còn tâm ý thì cũng phải ăn từ sáu căn. Con mắt thì nó hướng tới ăn cái gì? Ăn màu sắc. Màu sắc nào nó cũng ăn hết á. Cái lỗ mũi thì nó ăn cái mùi hương. Thậm chí nghe thấy người ta đánh giấm, nghe mùi hôi, không muốn ngửi, mà mình cứ sao thối quá, thối quá. Rõ ràng là nó cứ ngửi như vậy đó. Mình đâu có thích gì cái đó đâu. Mình ngửi cho nó phiền não, nhưng mà nó cứ ngửi. Nó lạ gì vậy? Đó là cái xu hướng mà nó đi tìm thức ăn, mà nó không biết chọn lựa. Nó ăn cái đồ lợi ích nó cũng ăn, mà cái độc hại nó cũng ăn. Do đó cho nên chúng ta thấy sáu căn nó hướng sáu trần để tìm thức ăn. Tìm thức ăn. Và ăn cái gì? Ăn cái hình tướng vô thường hiện hóa, cho nên nó tạo ra độc hại của phiền não trong tâm. Còn nếu như ăn ở trong cái pháp thanh tịnh thì lúc bây giờ nó tạo ra cái tố chất thanh tịnh ở trong nội tâm được sinh ra. Bây giờ chúng ta nói sâu hơn một chút để chúng ta hiểu rõ hơn, là ở trên căn chúng ta có hai loại. Một cái gọi là phù trần căn, là cái chúng ta sờ được. Còn cái mà gì? Cái mà trong cái phù trần căn đó chúng ta gọi là gì? Là tịnh sắc căn. Cái này trong duy thức học chúng ta học rồi, Bất Pháp Minh Môn Luận trả lại cho thầy Huyền Châu rồi. Thành nói tới đó và ngồi ghi chép đó là biết liền. Thế nào chưa nói rồi, nói xong hết rồi mà bây giờ ngồi ghi nữa là biết rồi. À, cho nên ghi chép siêng năng quá thành ra không nhớ hết, chứ ghi rồi về coi lại thì có lẽ nhớ rồi. Con mắt chúng ta nó có hai lỗ tai cũng vậy, cái phù trần căn là chúng ta rờ được lỗ tai, nhưng mà cái mà nó tiếp thu được cái âm thanh và nó phân tích được âm thanh, nó chuyển thành một cái dạng sóng, một cái dạng điện năng nó xung động trên não bộ để chúng ta nhận được âm thanh gì, thì đó gọi là tịnh sắc căn. Và chúng ta biết rằng một khi cái phù trần căn mà không cho nó ăn nữa thì cái tịnh sắc căn nó yếu dần xuống và nó ngưng sự hoạt động. Cho nên chúng ta có thể gọi đây là một trạng thái tiến hóa. Ví dụ như một con cá ở trong đáy đại dương. Ban đầu con cá này có con mắt, nhưng mà do mặt trời không có chiếu tới, không có ánh sáng, cho nên cái phù trần căn nó không có cơ sở làm việc và chẳng có làm việc gì hết. Và nó không có làm gì nữa hết, không có màu sắc, không có ánh sáng, làm sao phân tích, sao nhìn nữa. Cho nên bắt đầu nó ngưng lại sự hoạt động. Và nó ngưng lại thì cái tịnh sắc căn bên trong nó mất dần dần đi. Và nó tạo ra những đời sau của sự tiến hóa. Thì sao? Thì con cá ở sau đó nó không còn con mắt nữa. Và người ta thấy có con cá ở trong đáy đại dương, ánh sáng không có chiếu tới, loài cá nó không có mắt, nhưng nó vẫn sống, nó vẫn làm việc rất là bình thường. À, chúng ta thấy không? Và từ cái chỗ mà cái tịnh sắc căn này chúng ta thấy là cái nền tảng, cái nguyên nhân mà đã tạo ra sự hoạt động của phù trần căn. Cho nên ở trong cái tịnh sắc căn này,
nếu chúng ta có thể nghiên cứu đi vào đó để tìm kiếm ra được một cái thế giới mà chúng ta có thể dùng chữ là tế bào gốc. Từ trong tế bào gốc này chúng ta có thể gì? Chúng ta thấy ví dụ như một người mù mắt thì dùng cái tế bào gốc này kích hoạt nó trở lại và cho nó hoạt động lại, thì bây giờ nó tái tạo ra con mắt trở lại. Cho nên một người hư mắt mà dùng trong tế bào gốc có thể tái hiện trở lại con mắt của họ rất là bình thường. Thì nó đi vào cái nguyên lý của di mạch cầu sơ thiết này, chúng ta thấy nó siêu việt vô cùng. Chứ đừng nghĩ bình thường nha, cái đây là một cái tiền đề, là cái mệnh đề hay là một cái giả thuyết cho các nhà khoa học tìm kiếm. Tại sao bây giờ cái tịnh sắc căn từ lỗ tai cũng vậy và có thể tái hiện lại một cái cơ năng nào đó đã bị mất đi do tai nạn chẳng hạn, mà không cần phải tìm một cái gì khác, mà chỉ cần tạo ra được cái tịnh sắc căn đó thì tự nhiên cái phù trần căn nó sẽ dựa trên đó mà hình thành. Đó là cái quy luật tự nhiên của các pháp đối đãi với nhau. Cảnh giới này siêu việt vô cùng. Thầy nói mình phải mở cái trường đại học, rồi sao mình mở ra một ngành y học, và trong ngành y học này mình đem cái đây ra là một giả thuyết, và khi mình đã phát minh ra một cái thì nó nổi tiếng tới biết chừng nào không? Thành ra tất cả trong cái trí tuệ Phật giáo chúng ta hoàn toàn đầy đủ để định hướng cho những cái nền khoa học, mà do chúng ta cứ dùng Phật giáo theo cái dạng trí tuệ để cầu giải thoát, cầu phước báo, rồi cầu sự gia hộ, rồi trì bùa trì chú, chúng ta cứ nghĩ một cách đơn giản như vậy và chờ người ta chết gọi cấp để kiếm ít đồng, hay là người nào mình hâm chứ mà nói là chết rồi mình không cúng như thế là đem gói tiền trước đi, ví dụ vậy. Thì cái đó là những cái rất là tầm thường và sai lệch của Phật pháp. Phật pháp là một trí tuệ, một kho tàng trí tuệ, nó đầy đủ màu nhiệm vô cùng. Nói tới đó thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta hiểu cái bản kinh là như thế nào mới đạt được cái chỗ siêu việt của nó. Như vậy thì ở đây cảnh tức là gì, tức là ở trên cái giường bệnh mà các vị Bồ Tát có thể thi triển được những cái diệu dụng như vậy. Cho nên lúc bây giờ Di Ma Cật mới nói: xin chào ngài Giang Thù Sư Lợi, ngài bằng tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Cái tướng không đến mà đến, cái tướng không thấy mà thấy là vì sao? Bởi vì một cái đã đến rồi thì cái đó là sao? Cái đó đâu còn đến nữa. Bây giờ các vị nói rằng tôi ở nhà, tôi đến Bồ Đề Phật Quốc để học giáo pháp. Và khi các vị đã hiện diện ở tại Bồ Đề Phật Quốc thì các vị không có còn đi nữa. Tại vì các vị đã đến rồi. Đến rồi thì cái chuyện đi nó đã chấm dứt. Có phải vậy không ạ? Cho nên ở đây là gì? Là cái tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Ở đây nói rằng là sự hành hoàn của các ngài ở trong tự tánh vốn không của các pháp. Và cái biểu hiện ở bên ngoài chỉ là gì? Chỉ là tùy thuận duyên khởi. Duyên như thế, khởi như thế, chỉ vậy thôi. Tùy thuận nghe thôi. Nhưng mà tự tánh bên trong luôn sống với cái gì? Cái tính không của các pháp. Cho nên lúc bây giờ Văn Thù Sư Lợi mới nói là thật như vậy cư sĩ, nếu đã đến thì không còn đến nữa, nếu đã đi thì không còn đi nữa. Đã đi rồi thì không còn đi nữa. Vì sao? Bởi vì đã đi rồi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Và vì sao? Vì đến không từ đâu đến, đi không đi vào đâu. Không phải do cái này đến mà có khái niệm đến, hoặc là không phải do cái này đi mà có khái niệm đi. Cái đến và cái đi ở trong chân tướng của các pháp chúng nó tĩnh lặng như nhạn quá trường không. Cái đã có thể bị thấy thì không còn bị thấy nữa. Cái mà chúng ta thấy, ví dụ chúng ta thấy hoa trên bàn, là thấy được nó rồi thì nó không còn là bị thấy nữa. Nhưng hãy gác cái việc này qua một bên, cư sĩ, bệnh của ông có kham nổi không? Chúng ta thấy cái hình ảnh rất là đời thường của các vị đại Bồ Tát vấn an sức khỏe, hỏi thăm chăm sóc bệnh tật và việc điều trị như thế nào, cái việc điều trị như thế nào, rồi có thuyên giảm chứ không phải tinh phải không? Thế Tôn ân cần gửi lời thăm hỏi vô lượng. Nghe những lời như thế chúng ta thấy hết sức là mát mẻ. Vận dụng cái điều này vào trong cuộc sống, đời sống tu tập,
hỏi thăm người bệnh, an ủi. Vâng. Sao? Dạ, vâng, dừng lại, thay đi. Dạ, cái đứa thầy nói chuyện thoải mái chứ không sao. Không phải là trách anh Bình đâu. Tại vì anh Bình đã làm hết sức của mình rồi. Cho nên thầy nói là nói cái nghiệp của thầy thôi. Và mỗi người chúng ta có cái nghiệp. Thành tốt nhất là chúng ta cứ ráng sám hối thôi. Tại vì chúng ta học cái kinh này, chúng ta thấy ở trong tự tánh vốn không, mà cái biểu hiện bên ngoài thì có sự khác biệt. Và tự thân chúng ta cao thấp già trẻ khỏe yếu đều là nghiệp báo nó thể hiện ra hết. Nhưng mà cho dù chúng ta có oán, có hờn, có trách, có làm đủ mọi cách vừa cái hình tướng này để thay đổi cái gì đó thì thay cũng không được đâu. Tại vì chỉ có tịnh hóa nghiệp chướng thì lúc bây giờ nó mới thay được. Trở lại vấn đề ở đây, thưa quý vị, chúng ta thấy hình ảnh của một vị cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật rất là bình thường ở trong đời sống, và cũng cần sự tham hối. Quán Thù Sư Lợi nói rằng Đức Thế Tôn ân cần gửi lời tham hối vô lượng, nghe một câu thật là mát ruột phải không? À, bây giờ mình đeo xuống mà có Phật hiện ra, Phật cho ai đó nói ta gửi lời tham hối ân cần vô lượng, có lẽ rằng mình bất bình liền, cái sự hoan hỷ, cái sự an ổn đó nó làm chúng ta phấn khởi mạnh mẽ. À, thầy biết mà, có một số Phật tử đau vô bệnh viện chỉ cần thầy gọi hỏi thăm vui lắm, rất là thích thú. Như vậy thì cái vui đó, cái an ổn đó nó làm cho người ta nhanh bớt bệnh. Thầy bác sĩ Hoàng Lan có biết tại sao mà khi người ta truyền nước biển á cho một người bệnh mà người ta làm cái nước cái màu vàng vàng đó không? Mà nếu như không có thuốc người ta làm không thì sao? Không, ý tôi nói là cái màu đấy. Dạ vâng. À. Rồi, thầy cảm ơn bác sĩ Hoàng Lan. Tức là theo cái chuyên môn bác sĩ Hoàng Lan cho rằng là khi chiêm một bình nước biển thì có khi là tùy thuốc này thuốc kia mà nó làm cái màu bên trong khác. Nhưng mà có khi hồi xưa có khi thầy cũng bị chiêm. Thầy nói rằng thầy nó đem hai cái bình, một bình màu vàng với một bình màu trắng. Thì thầy hỏi rằng á là cái bình màu vàng đó, bình màu trắng đó cái tác dụng nó khác nhau gì không? Họ nói rằng á là chỉ làm cái màu vàng thôi. Có khi không có thuốc. Có khi nó chớ cái màu không có thuốc. Hả? Nhưng lại là cái thuốc phải có màu hả? Hả? À. Nhưng mà có một điều là thưa quý vị, chúng ta cứ hình dung xem là nếu như mà thôi bây giờ truyền một cái bình màu vàng đỏ của máu với một cái bình nước trắng thì chúng ta cảm giác làm sao? Hả? Chưa nói thuốc gì hết mà chúng ta cảm giác làm sao này? À, chúng ta sẽ cảm giác rằng cái màu máu đó hình như nó truyền vô trong người mình máu và nó làm cho mình khỏe hơn, mạnh hơn, và chắc chắn máu nó vô trong người mình sẽ đầy đủ hơn và mình nhanh khỏe hơn, có đúng vậy không? Ha, cái đây là gì? Cái đây là một dạng tâm lý, một dạng tâm lý. Cho nên cái việc mà hỏi thăm một người bệnh, an ủi một người bệnh, giúp cho tinh thần của họ vượt lên, thì lúc bây giờ nó làm cho bệnh tật của họ nhanh bớt hơn. Như vậy cái ái ngữ ở trong cái đời sống của Bồ Tát đạo có phải rằng là một diệu pháp không? Đó, chúng ta tu trì ở cái điểm đó. Cho nên còn cái chuyện y khoa màu sắc thì chúng ta chưa bàn, chứ chúng ta bàn trong trạng thái của tâm lý. Cho nên ở đây rõ ràng là Đức Phật đã gửi lời thăm, và đây là một điểm mà chúng ta cần phải học. Cư sĩ này bệnh khởi lên nguyên nhân nào, bệnh phát sinh đã bao lâu, và dứt nó bằng cách nào? Tức là gì? Ba vấn đề đưa ra. Cái bệnh nó khởi lên phải có nguyên nhân, và nó phát sinh thời gian bao lâu. Chúng ta để ý, một là nguyên nhân, thứ hai là thời gian phát sinh bệnh,
Và thứ ba là phương pháp điều trị. Đúng chưa? Đấy. Và chúng ta thấy Di Ma Cật Đáp này, si và hữu ái là nguồn gốc của bệnh tôi. Đó, đó là cái điểm rõ ràng. Hồi sớm thầy nói không phải tự nhiên. Tại vì sao? Bởi vì cái sáu căn chúng ta nó đi tìm thức ăn, mà nó tìm ở trong sự chấp trước, trong sự uất hận, trong sự điên đảo, trong cái không tha thứ, trong tất cả những cái loại tâm đó, những cái pháp đó là gì? Là si. Nó đi tìm cái thức ăn của si mơ đó, và nó không được vừa ý, cho nên nó khởi sân. Mà nếu như được vừa ý thì sao? Nó chìm đắm, nó nhiễm trong đó, gọi là ái, là hữu ái. Chúng ta có thể gọi rằng cái nguyên nhân của tất cả mọi loại bệnh thân và bệnh tâm đó là do vô minh và do gì? Và do cái khát vọng tồn tại, cái khát vọng tồn tại phi pháp. Cho nên kinh nó hướng ra bên ngoài để tìm kiếm cái thức ăn của nó. Đó là gì? Đó là cái nguyên nhân của bệnh. Nói như thế thì tất cả chúng ta đều bệnh hết thảy. Chúng ta bệnh cả thân và cả tâm. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát thì bệnh thân mà không có bệnh tâm. Cái tâm chúng ta nó thích ăn phiền não, có đúng không ạ? Nếu như không thích ăn phiền não thì tại sao nó hay buồn? Tại sao nó hay giận? Lâu lâu mà không giận cảm thấy mình thiếu gì đó. Lâu lâu mà không buồn, ráng nhìn trời mưa, trời mây bay, nhìn lá rơi, lá vàng rơi, chúng ta nhìn rồi chúng ta buồn, buồn rồi chúng ta làm thơ. Và các người cũng nói thưa thầy, con mỗi khi buồn con làm thơ, con không có buồn con làm thơ không được. Y chang như vậy đó. Tại sao bây giờ nó ăn phiền não? Lắng lòng nghe sâu trong tâm của mình để nhận diện được tâm của mình. Bài pháp không phải là một cái mà chúng ta nghe giống như thưởng lãm, mà tất cả chúng ta đều nên dùng trí tuệ của mình để soi chiếu cái căn bệnh trầm kha trong sanh tử của mình đó. Và Di Ma Cật cũng như chúng ta ra đời từ vô thủy tới ngày hôm nay, chúng ta vô thủy kiếp bất giác vô mình khởi lên, cho nên ôm lấy cái thân phàm phu này và suốt ngày ăn phiền não. Ăn phiền não làm sao nó không độc tố trong tâm được. Và bây giờ đây ăn gì? Ăn thiền, ăn tịnh, ăn mật, ăn những cái phương thức này mà chúng ta không tinh tấn thì làm sao mà diệt trừ được cái gì? Cái sự vọng khởi của căn, là tịnh sắc căn nó liên tục được gì? Được nuôi dưỡng và khiến cho phù trần căn đi tìm kiếm cái thức ăn của nó. Mắt thì kiếm sắc, tai kiếm thanh, mũi kiếm hương, vị thì kiếm miệng thì kiếm vị, da thì kiếm xúc. Và ở trong tự tâm nó lấy hết tất cả những cái tịnh sắc đó được trở lại với một dạng ý thức. Và ý thức này là một ý thức bình hoàn, ý thức của chấp thủ, ý thức của truyền cái chấp thủ. Như vậy chúng ta làm thành thân bệnh và tâm bệnh. Nếu một khi mà cái thân cái tâm đã bệnh thì thân thường hay bệnh theo. Có người hôm trước cô Huyền đi về rồi ha, ông xã của cô Huyền ấy bệnh, và thầy ma nói rằng chú ăn uống phải kiêng cự bởi vì chú bị ung thư ruột. Thì lúc bây giờ cô Huyền thường nhắc nhở chú là ông không nên ăn như vậy. Ông nói tôi sống mấy năm ngày nữa, bà không cho tôi ăn thì sống chi bà, cho nên ăn càng nhiều mà chết càng nhanh, phải không? Tại vì bây giờ cái tâm tôi ăn này ăn đó, nó ăn đó. Tại vì sao? Vì trong tâm cái quan điểm vừa cái vị giác nó sai, thành ra không thể nào thiếu cái vị này. Cho nên cái món đó phải tìm kiếm, mặc dù cái ruột không chịu nổi. Nhưng mà cái ruột này nó bệnh là do từ cái quá trình ăn đó chứ. Quá trình ăn nó sinh ra cái bệnh ở trong ruột. Cho nên nhà thiền nó nói là gì? Là hít thở nhiều hơn là ăn là tốt hơn. Rồi, chúng ta kiểm soát lại ngàn, kiểm soát lại tâm của mình, thân của mình là bệnh hay không. Nghe nói chứ cứ ngồi cứ nói theo rồi chập rồi cái không nhớ gì đầu hết. Rồi cái vô mình âm chướng nó cứ chắc đời giải. Vô mình hữu ái là cái nguồn gốc của bệnh tôi. Đây là câu nói của Di Ma Cật.
Và vì hết thấy chúng sinh bệnh mà tôi bệnh. Bao giờ hết thấy chúng sinh đạt đến chỗ không bệnh, bệnh tôi sẽ hết. Là nói cái thời gian bệnh. Tại vì sao vậy? Bởi vì Bồ Tát luôn luôn ở gần với chúng sinh. Bồ Tát vĩnh viễn không xa rời chúng sinh. Mà do chúng sinh bệnh cho nên Bồ Tát bệnh. Ở đây ý nói rằng là bậc cha mẹ có một anh chàng quý tử. Anh chàng quý tử này mà bệnh thập tự nhất sinh, không có thuốc chữa nữa, thì người cha mẹ này chắc chắn không thể nào bớt bệnh. Người cha mẹ này sẽ đau đớn, sẽ lo lắng liên tục ở trong tâm. Thì cũng vậy, Bồ Tát thương chúng sanh giống như mẹ thương con đó. Do đó cho nên Duy Ma Cật nói rằng là khi nào chúng sanh hết bệnh, chúng sanh đến bờ bên kia của sự giác ngộ, giải thoát, thì ta mới hết bệnh. Vì sao? Vì Bồ Tát vì chúng sanh mà đi vào sinh tử. Có sinh tử thì có bệnh. Nếu hết thảy chúng sanh được thoát ly bệnh khổ thì Bồ Tát không còn bệnh. Ví như vị tướng giả chỉ có đứa con một, khi người con ấy bị bệnh, cha mẹ nó cũng bị bệnh. Nếu nó bình phục thì cha mẹ nó khỏe. Đây là nói về cái lòng đại bi của Bồ Tát. Và cũng vậy, Bồ Tát yêu thương chúng sanh như cha mẹ yêu con, nên chúng con bệnh thì Bồ Tát còn bệnh. Và khi chúng hết bệnh, Bồ Tát lành bệnh. Câu hỏi tiếp theo là gì? Là bệnh của Bồ Tát từ đâu phát sinh? Bệnh của Bồ Tát xuất phát từ tâm đại bi. Vì nói người cha mẹ thật sự không phải bệnh, nhưng mà vì con nó bệnh cho nên sự lo lắng, sự cứu giúp của cha mẹ, thành ra cha mẹ bệnh theo. Là vì cái gì? Vì đại bi. Và tất cả chúng sanh còn chìm đắm trong luân hồi sanh tử thì làm nhập thân Bồ Tát. Chúng ta thương Bồ Tát, chúng ta hãy tự giải thoát cho chính mình. Chúng ta là những đứa con của Bồ Tát thân yêu thì sao? Chúng ta tự giải thoát mình để cho Bồ Tát bớt bệnh. Cho nên một khi phát tâm tu học, phát tâm giải thoát khỏi cái gì? Cái độc tố do phiền não nuôi dưỡng cái căn này. Và chúng ta giữ gìn thân mạng ở trong chánh nghiệp, chánh ngữ, nuôi dưỡng thân mạng ở trong sự chân chánh, thì đó là gì? Đó là đền ơn Bồ Tát, hay gọi là những con đền ơn cha mẹ. Văn thù sư lợi hỏi: sao thất này trống không và không có người hầu? Hỏi chỉ đỡ mà hỏi. Thực ra đây hỏi trong ngụ ý chúng ta phải hiểu ở một cái cảnh giới khác. Đó là gì? Sao cái thất, thất tức là nhà, nhà nó thuộc về pháp, và không có người hầu, người là thuộc về nhân. Giả sử ở đây muốn nói cái gì? Muốn nói ở đây sao không có gì? Nó là cảnh giới của nhân không giả và pháp không. Di Ma Cật đáp: hết thảy quốc độ của chư Phật đều không, thưa ngài Văn Thù. Ở trong quốc độ của chư Phật đều không có ngã và pháp. Và lại hỏi: quốc độ của chư Phật do cái gì mà không? Lại đáp: vì không nên không. Vì không nên không là gì? Là chữ không đầu tức là rỗng không. Và gì? Quốc độ tính không. Cái rỗng không nó nằm ở trong quốc độ của tính không. Cho nên nói rằng là vì không nên không. Lại hỏi: đã không còn gì không nữa? Ý nói rằng là cái gì là tính không của tính không? Đáp rằng: vì vô phân biệt không cho nên không. Ý nói rằng là cái không này là cái không của vô phân biệt, chứ không phải là cái phân biệt giữa có và không mới có cái không. Mà không này đã là không của vô phân biệt. Và cái không gì nữa? Không hiểu gì hết. Có phải vậy không? Cái không không hoài thì không hiểu gì hết là sao? Chứ sao nữa? Lại nói: không có thể, không có thể phân biệt được ư? Thế nó là cái tính không mà có thể phân biệt được hay sao? Lại đáp: mỗi phân biệt cũng không. Ở đây nói rằng là
phủ định tất cả mọi hình tướng, đạt được cái chỗ rút ráo triệt để của tánh không. Lại hỏi phải tìm không ở đâu, lại đáp phải tìm ở trong 62 kiên chấp. 62 kiến chấp nó như là gì? Nó như là cái bùn dơ của sanh tử. Nhưng muốn tìm hoa sen thì cũng ở trong bùn dơ đó mới hiển lộ. Không thể nào lên trên cát sạch, lên núi cao mà tìm hoa sen. Đây là có điều tự nhiên, phải không? Thành ra chúng ta không có việc gì phải ghét bỏ cái phiền não của mình. Nhưng ở trong cái phiền não đó nhận ra được tánh không của nó thì lúc đó hoa sen sẽ hiển lộ ngay trong đời sống này. Và chúng ta có một cái bài thực tập vừa lòng bao dung, tốt nhất là lòng bao dung ấy khi đối diện với kẻ thù. Khi đối diện với kẻ thù của chúng ta mà chúng ta thấy mình có sự dung chứa được, hoặc là chúng ta có thể đón nhận được cái sự đối xử tợ bạc của kẻ thù lên thân tâm của mình, thì chúng ta mới thấy cái lòng bao dung của chúng ta nó vĩ đại đến đâu. Còn chúng ta bao dung người thân, người thương của mình thì không có khó. Hay là bao dung